Xin chào các bác. Hôm nay nhà em lại mới về một sản phẩm mới. Sản phẩm này là ống chum lươn, dụng cụ không thể thiếu cho các bác nào đánh chạch và đánh lươn. Đây, sản phẩm này có rất nhiều lỗ thoát hơi cho lươn dễ thở, rất mềm mại và dẻo dai, nên là không thể dập vỡ được. Đây, đây là ống hom nhá, để hom lươn này, rất là thiết kế rất tinh xảo và mềm mại, tạo thuận tiện cho lươn chui vào rất dễ dàng ạ. Đấy, đây là đầu đuôi này. Đấy, sản phẩm này rất dễ dàng sử dụng, chỉ việc tháo ra và xoáy vào là xong, rất dễ dàng. Đây, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Áp vào này, đây hòm lươn đây, và xoáy vào thôi là xong. Đặt vào đây, nếu mà có mồi và cho mồi vào trong này, mình cũng đang cung cấp lại nhiều loại mồi, mồi lươn và mồi tôm đều có, để cho vài viên vào trong và sau. Đây còn cái phụ kiện đây để kèm đây, ống hòm lươn và cái lắp đít đây. Đấy, cái này cũng rất rẻ thôi, chỉ có 30.000 một cái thôi. Đấy, anh em nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và nhớ đăng ký và chia sẻ cho video cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.